What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Trước mặt các bạn đây chính là hai chiếc bàn phím mà dạo gần đây có rất là nhiều người hỏi ad để so sánh hai chiếc bàn phím này. Đó là chiếc bàn phím Fullland M87S, một con bàn phím rất chi là huyền thoại và rất là được nhiều người biết đến. Thứ hai đó là chiếc bàn phím EK387 RGB, một cái phiên bản mới và được sản xuất bởi hàng Idra. Vậy chúng ta hãy cùng xem thử hai chiếc bàn phím này nó sẽ có những cái điểm gì tương đồng và cũng như là điểm gì nổi bật hơn nhé. Ok, let's go. Ok, chúng ta sẽ nói về cái đặc điểm thiết kế bên ngoài trước nhé. Đầu tiên thì hai chiếc bàn phím này đều là chuẩn T-Color, tức là sẽ không có bàn phím số ở bên tay phải và nó rất là nhỏ gọn. Tuy nhiên thì cái thằng Idra thì nó sẽ có thiết kế khá là vuông vức. Còn đối với thằng Fullland thì nó sẽ có cái kiểu dáng mềm mại hơn một chút. Tức là xung quanh viền nó sẽ được bo tròn như thế này và nó sẽ làm thoải thoải ra, nhìn khá là gọn gàng hơn. Cả hai thằng đều có cái logo nằm ở phía bên dưới của bàn phím mà nằm phía bên tay phải, khá là tương đồng. Về phần cái keycap thì khá là giống nhau. Hai thằng này đều sử dụng keycap ABS double shot, không có gì phải bàn cãi. Và cái phông chữ của hai em này thì cũng tương đồng với nhau luôn, nhìn rất là giống. Nói chung về cái thiết kế bên ngoài thì nó tương tự gần như nhau. Còn Idra thì ở mặt sau thì nó sẽ có một số cái đặc điểm ngon hơn một chút. Ví dụ như là nó sẽ được hỗ trợ thêm các cái đường đi dây trái phải, giúp cho chúng ta có thể đi dây gọn gàng hơn. Và sẽ có cái nâng hạ độ cao của cái bàn phím, và nó sẽ có hai nấc. Còn đối với thằng Fullland thì nó chỉ có một nấc nâng hạ độ cao mà thôi, đồng thời cũng sẽ không có đường đi dây. Đó, và cái điểm này chắc chắn là thằng Idra đã ngon hơn một chút rồi. Về cái dây cáp của hai em này thì phải nói là gần như là y chang như nhau. Đó, nó đều là dây cáp bọc dù, có kích thước cũng giống nhau, có đầu chống nhiễu. Và hai cái cổng USB này cũng được mạ vàng luôn. Đó, y chang như nhau luôn, không có con nào hơn, con nào thua cả. Ok, như vậy là chúng ta đã đi sơ qua về cái vẻ bên ngoài của hai em này. Thì hai em nó có cái thiết kế bên ngoài khá là giống nhau. Tuy nhiên thì con Fullland nó sẽ có cái thiết kế mềm mượt hơn một chút. Con Idra thì sẽ nghiêng về cái thiết kế kiểu dạng như cứng rắn cũng như là nam tính hơn. Đồng thời là con Idra nó sẽ có thêm một số cái điểm tốt hơn. Vì có lẽ là do nó thực thiết kế sau cho nên nó sẽ được thừa hưởng những cái ưu điểm mà thằng Fullland này nó sẽ không có. Về chế độ bảo hành thì hai em này đều là chính hãng và được bảo hành 2 năm, khá là ngon. Em Idra thì sẽ được hỗ trợ tới 3 loại switch, đó là Blue, Red và Brown. Còn Fullland thì hiện tại đang chỉ có 2 loại, đó là Red và Blue mà thôi. Vì là cái dòng Red và cái dòng Brown thì nó sẽ không có phát ra tiếng nhiều cho nên mình sẽ không test. Tuy nhiên thì dòng Blue của hai cái này mình sẽ cùng thu lại cho các bạn coi nhé. Rồi về cái khác nữa đó chính là về cái đèn LED của hai em này. Đèn LED của em Fullland thì sẽ là bóng LED nổi. Bóng LED nổi nằm phía trên thì nó sẽ giúp cho chúng ta là có cái đèn LED sáng hơn rất là nhiều so với lại bóng LED chìm. Còn thằng Idra thì nó sẽ là LED chìm như những cái bàn phím khác thôi. Tuy nhiên thì cái LED nổi này nó sáng nhưng mà nó sẽ có một cái điểm dở, đó chính là cái keycap sẽ một số cái keycap dày thì khi lắp vào cái chân switch này thì nó sẽ bị vướng cái bóng đèn. Còn ngoài ra thì cái đèn LED của nó sáng hơn rất là nhiều so với đèn LED chìm. Cả hai đều sử dụng cái đèn LED RGB, để mình bật lên cho các bạn cùng coi. Ok, sau khi mình đã bật đèn LED của hai chiếc bàn phím này lên thì các bạn thấy rõ ràng là LED của thằng Fullland nó sẽ sáng hơn LED của thằng Idra, nó sáng hơn một chút thôi chứ không nhiều. Tuy nhiên thì cái màu LED thì rõ ràng là con này nó có màu LED khá là đậm đà, nhìn có vẻ bắt mắt hơn. Và cả hai con đều được trang bị đèn LED RGB 16,8 triệu màu. Và cái con Fullland này nó có một cái nhược điểm, đó là cái đèn LED ở nút shift với lại cái nút back này này thì nó sẽ không đồng bộ được như Idra như thế này, thì nó sẽ làm tốt hơn. Và con Idra thì nó sẽ có thêm một cái nữa, đó là cái phần mềm để chỉnh LED hoặc là chỉnh macro, đó là một cái điểm lợi thế của thằng Idra. Còn Fullland thì không, mặc dù đèn LED của thằng Fullland thì đẹp hơn rất là nhiều. Về các cái chế độ đèn LED thì sao? Con Fullland này nó sẽ có các chế độ từ F1 đó, cho đến F9. Đấy, thế này. F9 thôi, còn F0 thì sẽ là tắt LED rồi. Còn thằng Idra thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ LED. Đó, nó sẽ có tất cả là 18 chế độ LED. Và mỗi cái nút ở cụm 6 cái nút này thì nó sẽ có 3 chế độ đèn LED. Đấy, rất là nhiều. Trước thì nếu mà các bạn nào mà muốn xem các chế độ đèn LED của thằng Idra thì có thể click vào cái link ở phía trên màn hình đây.
Ok, về đèn LED thì mình sẽ nhận xét đó là con full lens thì nó sẽ cho cái độ đèn LED sáng hơn, đẹp hơn. Tuy nhiên thì nó sẽ ít chế độ hơn con IDRA và nó cũng sẽ không có mượt bằng con IDRA được. Nhưng mà vẫn vẫn thích LED của con full lens tại vì nó rất là sáng và nhìn nó rất là đã. Ok, chúng ta sẽ sang cái phần rất là quan trọng, đó là cái phần tiếng gõ của hai em này và cảm giác gõ nữa. Để xem thử hai em này về cái phần cảm giác gõ thì hai em này có gì chênh lệch nhau không. Ok, như vậy là mình đã vừa mới test xong cái tiếng gõ của hai em này. Thì như các bạn đã thấy là tiếng gõ của con IDRA có vẻ là nghe đanh hơn và to hơn là so với lại con full lens. Thằng full lens thì đang sử dụng con switch của thằng Huono, còn IDRA thì nó sử dụng switch của thằng Otemu. Thì Otemu cho cái tiếng gõ to hơn một chút so với thằng full lens. Và cái cảm giác gõ thì rõ ràng những cái con phím dài như phím cắt thì con phím cắt của thằng IDRA gõ rất là chắc tay, chắc hơn khá là nhiều. Có lẽ là do cái stab của cái con full lens này nó chưa có hoàn thiện tốt bằng stab của con IDRA đó. Cái cảm giác gõ của con full lens này, cái nút cắt của nó lọc sọc hơn một chút so với thằng IDRA, mình ra cực kỳ chắc tay luôn, rất là sướng. Về cái độ bền của hai con switch này thì theo mình được biết thì nó sẽ là ngang nhau thôi, khoảng tầm 50 triệu lượt nhấn. Còn cái đấy thì mình không biết được là có thực sự hay không, nhưng mà cái đó là cái thông số do nhà sản xuất cung cấp. Ok, và một cái điểm cuối cùng nữa đó chính là giá thành của hai em này. Thì trong cái phân khúc khoảng 700 ngàn thì hai em này đều có giá tương đương như nhau, tức là khoảng tầm 700 ngàn. Trước đây thì em này có giá khoảng tầm 700 rưỡi, nhưng mà do em này ra thì có một cái sự cạnh tranh không hề nhẹ nên em này đã đồng loạt giảm giá xuống còn cỡ tầm 700 ngàn thôi. Như vậy là mình đã vừa đi so sánh hai chiếc bàn phím IDRA EK387 RGB và chiếc full lens M87S RGB. Đó, các bạn thấy sao về hai chiếc bàn phím này thì hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Mình sẽ đưa ra một số nhận xét chủ quan thôi nhé. Và trên đây là những cái nhận xét chủ quan của mình về chiếc hai chiếc bàn phím này. Nếu như mà các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share và subscribe ủng hộ kênh Bot Gear nhé. Mình sẽ để link mua hai chiếc bàn phím này ở dưới phần mô tả dành cho các bạn nào muốn mua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.